bị mê mệt sau khi đọc vài cuốn sách về Tây Tạng. Là Phật tử, mình cũng muốn một lần đến vùng đất của các đức Quán Thế Âm. Là người mê văn hóa, mình luôn mơ về vùng đất tâm linh này. Mình tưởng Tây Tạng rất bình yên nhưng đầy sóng gió. Mình thích đi tự túc nhưng Tây Tạng cấm khách ngoại quốc đi lại tự do. Khi nhìn sông Tiền ở dưới quê, mình luôn thắc mắc thượng nguồn của dòng sông như thế nào. Mình từng ngại thử thách về độ cao và sợ khó thở khi đến vùng đất cao nhất thế giới này. Và cuối cùng, mình đã đặt chân được đến vùng đất thiêng liêng. Khám phá Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng. Tiếp tục ngược dòng Mekong sau khi rời khỏi tỉnh Vân Nam thì bây giờ mình sẽ tới Tây Tạng. Chưa thấy cái đoàn tàu nào mà lại có cảnh tuyệt như thế này luôn á. Đồng cỏ thì xanh rờn mắt rưỡi, toàn là núi tuyết. Đi qua những rặng tuyết sơn mới thấy là lòng người mới phơi phới. Đây là một trong những cái đoàn tàu mà cao nhất và xa nhất trên thế giới. Mình đi tới 2 ngày đường mới tới nha. Từ thành đô thì mình phải bắt tàu tới một cái thành phố có tên là Tây Ninh. Và từ Tây Ninh thì sẽ lên một cái chuyến tàu cao nhất thế giới đi tới Lhasa của Tây Tạng. Ở đây thì chúng ta có thể thấy rất là nhiều động vật như là những con bò dắt, những cái đàn hu, những đàn nai chạy tung tăng. Có 3 cách đến Tây Tạng, một là tàu lửa, hai là máy bay và ba là tự lái. Tự lái thì quá cực, máy bay thì không ngắm được cảnh, giá lại mắc và lại khi mà hạ cánh liền sẽ bị xe độ cao. Nên cách đi tàu lửa là lựa chọn tuyệt vời nhất để tới Tây Tạng. Sau khi tới nhà ga của Lhasa thì mọi người sẽ phải vào đây để mà đăng ký, nói chung là nhập cảnh vào Tây Tạng. Giống như một cái đồn nhập cảnh vậy thôi. Đó là đơn giản, chỉ cần vô quét hộ chiếu rồi đưa cái giấy tờ mà bên tour họ gửi cho mình in ra là xong. Đó là đơn giản, bây giờ chúng ta sẽ chính thức đi vào Lhasa, trụ trì Tây Tạng. Gelsen, finally meet you. Okay. Gelsen is a different person. Khăn chào đón, welcome to Tibet, chào mừng đến với Tây Tạng. Sau 2 ngày đường thì đoàn đã tới được thủ phủ Lhasa. Bây giờ thì anh hướng dẫn viên sẽ có một vài lời quan trọng muốn nhắn nhủ tới cả đoàn. This one is our experience, okay? Okay, if you just take a shower, if you use the hot water faster, cold water slow. So if you just take a shower, your body temperature will be changing, right? So it's a very easily you will get the high altitude sickness. So better to take, don't take a shower, okay? When you just a moving time, must need to be slow, okay? Don't work like a, don't move a very fast or very hard one. So the first day, second day, it's a one of the most important, okay? What getting better, the people's living condition getting better, economic condition getting better. 15 years before and now, it's a completely different. Now it's a much more better. But if I need to go out of China, I must need the passport, right? Now it's a very easy. Before, okay? Now everything is very easy. Hôm sau thì đoàn không có ai bị sai độ cao nhờ là đi tàu thích nghi từ từ lên. Mình bất ngờ khi mà thấy thủ phủ lập phát bây giờ hiện đại, cái gì cũng có, từ quán xá, cửa hàng tiểu thương cho tới trung tâm thương mại lớn sầm uất. Thủ phủ Lhasa nằm ở độ cao là 3.650m, một trong những thành phố cao nhất trên thế giới. Thành phố có diện tích là 30.000 cây số vuông với dân số là nửa triệu người. Mình mướn một chiếc xe điện chạy vòng vòng để mà ngắm thành phố. Đoàn được xếp xếp ở trong khu Ba Co là trái tim của thủ phủ Lhasa, một cái khu phố náo nhiệt còn lưu giữ lại những gì gọi là đặc trưng truyền thống nhất của xứ Tạng này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá phố cổ nhé. Đến với Tây Tạng thì chúng ta phải chụp hình theo vũ trang mặc đồ truyền thống của người Tạng. Ở dọc theo con đường này có rất là nhiều những cửa hàng mà cho chúng ta thuê đồ cổ trang và cũng như là trang điểm rồi và chụp hình cho mình luôn. Mọi người vào trong đây để thấy là trang phục của người Tạng rất là phong phú, rất là nhiều màu sắc đa dạng. Chụp thì sẽ bao gồm 4 tấm hình và cũng như là sẽ hóa trang cho mọi người luôn. Đây, trang phục rất là nhiều. Có tóc nữa nè. Đây là đồ của nam. Wow. Thì có khoảng 700-800 ngàn thôi là chúng ta đã được một bộ ảnh rất là lung linh theo kiểu của người Tạng rồi. Bây giờ mình sẽ vô
canh y ngay lập tức. Đi nào. Trời ơi, xúm vào lên đồ dữ rồi nha. Hóa trang biến hóa cái hả là thành người Tạng hết rồi. Thôi đi vô đây hả? Lên trang phục đồ Tạng. Quá trời lông rồi. Lông cù, lông dắt. Đồ rất là dày mà cũng may là cho đây trời mát mẻ nên không có bị nóng. Coi nè, trang điểm là phải hả chấm chấm lên bị nám nám giống như người Tạng vậy đó. Tại trên này độ cao rất là cao, rất là gần mặt trời nên bị nám, bị tàn nhang. Tẩm vô. Ba đứa gái vô. Nhìn vậy ai biết dân miền Tây không trời? Ồ, toàn gánh gạo chắc lúa không bây giờ kìa. Thôi biến cái. Một ngày tác nghiệp rất là có hiệu quả nha, rất là ưng ý, rất là vừa cái bụng gì đâu. Ở đây chụp hình đẹp, thôi đồ cũng đẹp. Mà chụp hình rất là có tâm. Thì khoảng 7-8 ngàn thôi là đã được một bộ ảnh long lanh ở giữa trung tâm của Lhasa rồi. Wow. Chống chân lên cho chàng kia, tựa vào chống chân lên. Wow. Phố cổ, một nơi mà giá trị xưa cũ được tôn vinh và bảo tồn. Đi dạo ở đây mới cảm nhận được cái vẻ đẹp truyền thống của một Tây Tạng. Khi mà người Hán đổ xô lập nghiệp ở xứ Tạng này đã tạo ra một cái công ăn việc làm mới, đó chính là chụp ảnh chân dung cho du khách, khiến cho cả một cái khu phố cổ cũng màu sắc hơn. Đi một vòng Cora theo chiều kim đồng hồ, bạn sẽ bị thu hút ngay hình ảnh của những du khách tạo dáng trong trang phục đặc trưng của người Tạng. Có thể nói thì trang phục rất là sặc sỡ, hoa văn thì cầu kỳ và còn có rất là nhiều trang sức đi kèm nữa. Đây. Ở đây hả? Không khí rất là loãng, không có oxy để thở, bởi vậy mà phải hoạt động rất là chậm. Đi chậm nói khẽ, không được chạy nhảy chạy giỡn như là với đồng bằng của mình. Ở đây đúng kiểu là đốp và táp oxy để mà sống luôn. Đốp oxy mà sống, đốp coi. Quá ngớp ngát hết rồi. Này phải thở oxy, bỏ oxy vô cho có nguyên đống cá này ngợp nước. Bởi vì nhìn mấy bộ kia đâu muốn thuê đâu. Đồ người Hán á. Mà đây thấy đồ Đại Tạng đẹp quá, đẹp rồi. Và đây chính là con đường chính, một cái khu phố cổ có tên là Bắc Cua ở trung tâm của Tây Tạng ở Lhasa. Mọi người thấy ở đây thì người ta sẽ thực hiện những cái nghi thức gọi là ngũ thể nhập địa, đó chính là nhất bái tam bộ, một cái hình thức mà thể hiện cái sự tôn kính của mình đối với tôn giáo rất là đặc biệt. Theo con đường này thì chúng ta sẽ tiến vào trung tâm của Lhasa, trái tim của Phật giáo Mật tông. Một quy tắc bất di bất dịch khi đến Tây Tạng là bạn phải luôn mang hộ chiếu ở bên người vì sẽ bị kiểm tra liên tục. Xung quanh khu vực cung điện Bồ Tát La và chùa Đại Chiêu, an ninh rất là nghiêm ngặt, có lực lượng cảnh vệ và quân đội tuần tra mỗi phút mỗi giây. Nhất cử nhất động của mọi người đều trong tầm ngắm. Mọi người thấy ở Tây Tạng kiểm soát an ninh rất là nghiêm ngặt ha. Vào bất kỳ cái khu tham quan nào hay là ngôi chùa nào cũng phải quét hành lý hết và kiểm tra hộ chiếu. Và đến đây là chùa Đại Chiêu, mình đi vào bên trong nhé. Sau khi kiểm tra hành lý cũng như là đưa hộ chiếu, visa Trung Quốc xong thì bây giờ chúng ta đã bước vào khu phố cổ. Chính giữa đó chính là trung tâm, là một cái ngôi chùa rất là thiêng liêng, chùa Đại Chiêu. Khu vực này có tên là Bát Cua, nghĩa là Bát Giác. Đấy chưa? Chùa Vô Khang là trong tiếng Tây Tạng, nhưng mà trong tiếng Hán Việt thì có nghĩa là chùa Đại Chiêu. Trong đây bán rất là nhiều đồ hàng hóa của người Tạng nha, từ trang phục, quần áo và những cái vật phẩm cúng tế. Ở đây rất là thơm nha chạy.
thơm quá. Đây trước mặt chúng ta đó chính là ngôi chùa Đại Chiêu Linh Thiêng, nằm ở chính giữa, và tất cả các tín đồ hành hương sẽ đi theo một cái vòng chiều của kim đồng hồ được gọi là Kora. Và bây giờ thì Pha Oka đang có mặt tại một ngôi chùa có tên nó là linh thiêng bậc nhất ở Tây Tạng. Nếu như mà thánh địa Bách Ca là nơi mà tất cả những người đạo hồi đến để mà đến hành hương, thì ở Phật giáo Mật Tông theo Tây Tạng thì người ta sẽ đến chùa Đại Chiêu này. Đi theo vòng Kora thì người ta sẽ vừa xây kinh chuyển pháp luân, xây vòng kinh luân cũng như là đọc những cái thần chú, những cái kinh Phật. Mọi người thấy là người ta đi rất là thành tâm. Thậm chí là mình thấy có vài người họ đi ngũ thể nhập địa, tức là và rất là thành kính. Mọi người thấy ở đây thì ai trán cũng bị giống như là bị trầy ở phần trên này, bởi vì người ta quỳ mọp ở dưới đất. Tây Tạng có một cái hình thức chiêm bái rất là đặc trưng, đó chính là ngũ thể nhập địa. Bình thường mình thôi đi chùa thì chỉ cần quỳ mọp xuống, vái lại, chạm trán xuống đất thôi đã là rất là tôn kính rồi. Nhưng mà với người Tây Tạng thì để thể hiện cái sự đảnh lễ thành kính của mình thì người ta phải thực hiện một cái nghi thức, đó chính là ngũ thể nhập địa. Và trong cái khu vực chùa Đại Chiêu này, xung quanh vòng Kora thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều người nhất bộ tam bái ngũ thể nhập địa. Tất cả những cái phần trên cơ thể đều phải chạm đất hết để mà thành kính chiêm bái những cái chư vị Bồ Tát, những cái vị Phật và những cao nhân ở xứ Tây Tạng này. Và họ phải đi một vòng như vậy rất là xa. Một cái vòng chùa Đại Chiêu chắc cũng tầm 4 đến 5 cây số à. Bây giờ mọi người hành hương đi tới chùa Đại Chiêu, xung quanh vòng Kora thì mình thấy là người ta không có nhất bái tam bộ ngũ thể nhập địa nhiều như ngày xưa nữa, mà chỉ trong những cái dịp lễ lớn như là lễ Phật đản thì tới đây mọi người sẽ thấy là không khí chiêm bái vô cùng thành kính. Nhiều người nói rằng văn hóa của Tây Tạng đang dần bị mai một, nhưng mà thực ra tới đây thì mọi người sẽ thấy là ai cũng ăn mặc đồ truyền thống, tiếng kinh tụng thì vang khắp mọi nơi. Người ta thì mặc những cái trang phục theo kiểu truyền thống của người Tạng và thực hiện các nghi lễ trong Phật giáo Tây Tạng. Tới đây thì mình rất là thích những cái không gian mà đậm chất tôn giáo như thế này. Đây mọi người thấy một người mẹ và đứa trẻ đang thực hiện nghi lễ ngũ thể nhập địa ở trên đường phố. Trán của họ bị chày hết rồi, bởi vì họ phải chiêm bái và cúi cái trán chạm xuống đất luôn. Cái việc mà thực hiện cái nghi thức chiêm bái này, tức là thể hiện và buông bỏ cái tôi của mình, thể hiện sự tôn kính hết mực đối với các đấng Lạt Ma cũng như là với Đức Phật và các vị Bồ Tát. Nhưng mà mình thấy một điều rất là kỳ, đó là trong khi người Tạng
họ thực hiện nghi thức ngũ thải nhập địa thì rất là nhiều khách du lịch cũng như là người Hán lại bu xung quanh chụp hình quay phim, làm họ cũng rất là ngại. Nhưng mà với mình thì những cái nghi thức chiêm bái như thế này lại là một cái gì đó rất là lý thú và kỳ thú. Hồi trước thì mình xem một bộ phim tài liệu về người Tạng, Tây Tạng với cái việc hành hương, thì đợi đến được thủ phủ Lhasa này thì người Tạng họ đã phải thực hiện cái nghi thức ngũ thải nhập địa trên một cái đoạn đường từ nhà cho tới thủ đô Lhasa rất là dài, tầm mấy ngàn cây số, từ vài trăm tới vài ngàn cây số cũng có luôn, và họ phải đi nhất bái tam bộ như vậy từ nhà cho tới thủ phủ Lhasa, rất là có khi tốn tới vài tháng trời cả năm luôn. Nhưng mà bây giờ thì hình thức đó rất là ít rồi. Do là đường phố giao thông rất là phát triển, đường xá hạ tầng ngày càng được nâng cấp, nên người ta sẽ đi hành hương bằng cách đi xe đến thủ phủ Lhasa, rồi sau đó đi tới chùa Đại Chiêu, khu vực đường Đại Giác này thì người ta sẽ thực hiện cái nghi thức ngũ thải nhập địa. Ủa làm sao mà người ta vô được trong này ta? Và bây giờ thì bên tay phải mình đây chính là chùa Đại Chiêu, một cái chùa có thể nói là linh thiêng bậc nhất. Tất cả người Tây Tạng đều muốn hành hương tới đây để mà chiêm bái. Chùa Đại Chiêu này thì được xây vào thế kỷ thứ 7 dưới triều hưng thịnh nhất của triều đại Tây Tạng, của một nhà vua có tên là Tùng Tán Cán Bố. Theo truyền thống thì vị vua Tùng Tán Cán Bố đã cho xây dựng chùa Đại Chiêu này để mà chứa của hồi môn là những cái tượng Phật rất là quý giá, được mang bởi hai cái vị thơ thiếp. Thứ nhất đó chính là một cái nhân vật đến từ Đại Đường, và thứ hai đó là công chúa đến từ Nepal. Và dưới thời của Đạt La Lạt Ma thứ 5 thì chùa Đại Chiêu được mở rộng và được xây dựng kiên cố hơn. Và trước chùa Đại Chiêu thì mọi người thấy là rất là đông các tín đồ hành hương, họ thực hiện những cái nghi lễ chiêm bái. Theo như mình hỏi thì hướng dẫn viên nói là tùy tâm của mỗi người thì họ sẽ thực hiện cái nghi thức chiêm bái ngũ thể nhập địa như thế nào. Có thể, nhưng mà ít nhất là sẽ 3 vòng kura xung quanh chùa Đại Chiêu. Và một lần vái lại như vậy thì có thể từ 100 đến 1000 lần, tùy vào những điều mà họ cầu được ước thấy hay là nguyện ước của các tín đồ Phật tử khi mà đến chùa Đại Chiêu. Một cái vật bảo có thể nói là rất là quen thuộc cũng như là trân quý của người Tạng, đó chính là vòng kinh luân. Ai ở trên tay cũng xoay vòng kinh luân cả. Và xoay vòng kinh luân phải thực sự chú tâm nha.
chỉ cần lo đến thôi thì vòng kinh luân sẽ ngừng quay. Bởi vì xây vòng kinh luân tưởng là dễ nhưng mà để xây lâu và bền thì cũng là một cái cần một cái kỹ năng. Hướng vào chùa Đại Chiêu có hàng trăm tín đồ chiêm bái phía trước tạo cảm giác rất là linh thiêng. Cổ tự này cực kỳ quan trọng bởi vì được xây dựng bởi vị hoàng đế Tán Phổ đầu tiên của Thổ Phồn, và chùa là nơi tọa lạc của bức tượng Phật do công chúa Văn Thành của nhà Đường mang tới. Chùa Đại Chiêu thậm chí còn có trước khi mà thủ phủ La Sa được xây dựng. Và đây chính là bên trong của chùa Đại Chiêu. Bước vào bên trong này thì mọi người sẽ thấy cũng có bốn bức tượng của Tứ Đại Thiên Vương ở bên ngoài. Nhưng mà cách xây dựng tô màu bức tượng cũng như là hình dáng của Tứ Đại Thiên Vương ở đây khác với Phật giáo của Trung Hoa, Phật giáo Đại Thừa. Và trong đây chính là nơi mà công viên chính của chùa Đại Chiêu. Bước vào trong này thì chúng ta không có được quay phim chụp hình gì hết á. Chỉ có khu vực này là chúng ta được tự do thoải mái quay phim chụp hình thôi nha. Và nghe nói đây là một cái ngôi chùa mà linh thiêng bậc nhất ở phái Mật Tông của Phật giáo Tây Tạng. Và hiện nay thì được điều hành và cai trị bởi phái Mũ Vàng của Phật giáo Tây Tạng. Ngày xưa thì đây là cái nơi mà bước cuối cùng của những cái cuộc thi tranh luận Phật giáo ở trong Phật giáo Mật Tông. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma sẽ là người mà chủ trì cho cái cuộc thi. Nhưng mà hiện nay thì cái cuộc thi đó không còn nữa. Và ở trên đây cũng chính là nơi mà ngày xưa Đức Đạt Lai Lạt Ma ở trên đấy. Còn bây giờ cũng chỉ là một cái căn phòng trống mà thôi. Và trong này thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một cái bức tượng Phật rất là quan trọng đối với Phật giáo Mật Tông, do Văn Thạch công chúa của thời nhà Đường mang theo là của hồi môn của mình. Tục tán công bố là một cái vị hoàng đế mà đã thống nhất vương quốc Thổ Phồn vào lúc đó và đã lấy Văn Thành công chúa của thời nhà Đường. Bức tượng Phật này được cho là bức tượng mà tạc lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc 12 tuổi và được đúc vào thời của Đức Phật luôn và được chính tay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó khai quang điểm nhãn. Chỉ có 3 bức tượng kích thước như thật của Đức Phật khi còn tại thế, giáo chủ của cõi Ta Bà không khuyến khích việc xây chùa tạc tượng. Trước khi nhập Niết Bàn, Đấng Thế Tôn đã đồng ý tạc tượng của mình ở 3 độ tuổi khác nhau để mà lưu truyền trong thế gian. Trong đó thì tượng Phật lúc Ngài 12 tuổi là tinh xảo nhất, được lưu truyền từ Ấn Độ cổ đại sang Trung Hoa. Tương truyền rằng vua Đường Thái Tông đã cho Văn Thành công chúa mang của hồi môn là tôn tượng cao quý này đến Thổ Phồn, làm cho Phật giáo du nhập vào Tây Tạng. Bởi vậy thì có thể nói nơi đây là một cái nơi rất là linh thiêng huyền bí và cũng rất là quan trọng đối với những cái tín đồ của Phật giáo Mật Tông. Bất kỳ tín đồ nào thì họ cũng muốn hành hương tới đây một lần, và để thể hiện cái sự thành tâm của mình thì họ phải đi nhất bộ tam bái, ngũ thể nhập địa, đi từ rất là nơi xa xôi hẻo lánh, những cái vùng quê đi mấy ngàn cây số, thậm chí là đi từ 2 đến 3 tháng mới có thể tới được cái chùa Đại Chiêu này. Bức tranh này thể hiện là cái câu chuyện mà nhà vua đã ném chiếc nhẫn của mình vào trong không trung với ý định rằng nếu mà chiếc nhẫn rơi ở đâu thì sẽ xây chùa ở đó. Chiếc nhẫn rơi vào một cái hồ nước và ở đó một cái ngôi tháp xuất hiện lên từ mặt nước. Sau đó thì hồ nước được lấp đầy bằng cát đất do hàng ngàn con cù trắng chuyên chở đến. Ngôi chùa được xây dựng kéo dài 3 năm và ban đầu nó được gọi là Rasa, có nghĩa là mảnh đất cù. Sau khi bức tượng Phật thờ ở đó, ngôi chùa đổi tên thành Jokhan, có nghĩa là ngôi nhà của Phật, và thành phố nơi mà ngôi chùa được tọa lạc có tên là Lhasa, có nghĩa là vùng đất Phật. Và chính là tầng 2 của Đại Chiêu Tượng. Nghe kể về những cái câu chuyện mà vì sao mà xây nên cái chùa Đại Chiêu này, vì sao mà Tục Tán Cấn Bố đã chọn cái nơi này để mà là một cái nơi đất thiêng để mà bắt đầu xây dựng nên cái ngôi chùa có tên đó là kỳ tích. Chào em. Dạ. Chị đã coi video của em nhiều lần, bữa nay gặp. Dạ, chào cô. Không sao. Dạ, dạ chị. Mình đi đoàn chung với bên này nữa. Đoàn, đúng rồi. Dạ. Thôi sẵn phỏng vấn luôn đi nè. Được rồi, cứ làm đi. Trời ơi, dạ, dạ. Nhỏ đã phú quý rồi đúng không? Dạ. Dạ đã phú quý rồi đúng không? Dạ chưa. Đã phú quý nha. Dạ dạ. Ủa cô lần này có thấy khó chịu, khó thở gì không? Không. Bình thường luôn hả? Đi máy bay mà thoải mái vậy sao? Đi xe, đi đường bộ. Đi đường bộ từ Nepal qua. À hàng chi? Nepal cao rồi, qua đây nên thấy cũng bình thường. Dạ. Mình được ra phú quý gặp nha. Dạ hoan hỷ. Và thầy công chúa đã mang của hồi môn của mình đến với Tùng Cát công bố là phò mã của thầy nhà Đường. Dạ chào cô. Dạ. Thầy quyền diệu dẫn dắt.
đoàn đi tới hơn 80 người. Dạ. Rất là hoan hỷ. Cô đi bao lâu rồi cô? Chắc đi hơn tuần rồi đó. Đi từ Nepal qua. Đúng rồi, từ Nepal qua. Từ Nepal qua đây mình đi bằng gì cô? Đi Nepal qua đi bằng xe. Dạ, xe chở. Bữa nay đoàn được đến. Nhưng mà sao hôm qua cô kia nói đi máy bay lên? Có đi máy bay là đến Nepal. À, đi máy bay tới Nepal. À, rồi từ Nepal qua đây đi bằng xe. Dạ. Tất cả đều bằng xe hết. Ừ, đoàn đông lắm. Vậy là hành trình của mình là tới núi Tu Di Kailash luôn hả cô? Dạ, quá hoan hỷ. Xa quá em chưa tới được. Chứ chuyến sau. Đây, đoàn sẽ tới. Dạ. A Di Đà Phật. Nói chung là tâm nguyện của cô cũng đã hoàn thành rồi đó, đến được núi Tu Di. Dạ. Chúc cô nhiều bình an sức khỏe. Chúc em cũng vậy. Dạ. Dạng sự cát tường như ý. Gặp nhau ở miền đất thánh rất là hoan hỷ. Dạ. Có nhiều duyên đó cô. Nhiều duyên lắm, mừng lắm đó. Rồi, chào cô. A Di Đà Phật. Dạ. À, có thể nói thì đây là một nơi rất là linh thiêng. Không chỉ người dân bản xứ của Tây Tạng mà ngay cả khách du lịch cũng rất là mong được tới đây để mà có thể chiêm ngưỡng được những cái báu vật của Tây Tạng, cũng như là cảm nhận được cái không gian huyền bí của một vùng đất rất là thần thánh. Để chấp hết dẹp rồi vô gãi cái bùi trang thôi. Thơm á hả? Thơm. Mà sao không để gỗ thông? Gỗ thông còn thơm hơn nữa. Không có mấy dầu quy xiên. Không có tiền nói rồi. Đại cơ. Cái gì vậy? Nè. Bồ Tát La nè. Ủa? Mới đồng là Bồ Tát La đó. Ở đây cũng không có đốt nhang nữa mà người ta sẽ đốt những cái cây tùng bách như thế này. Đốt lên rất là thơm. Mà tùng tươi nha, nên bởi vì mọi người thấy rất là khói. Một túi như vậy mình mua 10 tệ nè, để mà đốt hương lên. Khói mịt mù luôn rồi. Đi vòng đi. Nhìn khói rất là mờ mờ ảo ảo, rất là thần thánh. Đốt hết rồi Trang. Bên đây nè, bên đây nè, có thùng nè. Khi mà cầu nguyện hay là thực hiện các nghi lễ tôn giáo, người Tạng sẽ tung giấy lên trời với ý nghĩa là gió sẽ mang những cái câu thần chú đến khắp cõi Ta Bà, tạo phước lành để mà lan tỏa bình an, từ bi, sức mạnh và trí tuệ đến khắp thế gian. Người ta nói tung giấy càng cao và bay càng xa thì phước lành càng nhiều. Khác hoàn toàn với cách mà rải tiền vàng mã ở bên mình là để cúng cô hồn âm binh, rải giấy ở Tây Tạng là để vươn tới các chư vị thiện thần. Giấy và cờ cầu nguyện ở đây được gọi là Lunta, có nghĩa là ngựa gió, một cái nơi mà đầy nắng và gió như cao nguyên Thanh Tạng sẽ mang những cái lời cầu niệm bay khắp trong không trung. Đến Tây Tạng bạn sẽ thấy cờ và giấy ngũ sắc vương rải ở khắp nơi, rồi nó cũng sẽ tự tan rã vào đất và nước. Ngũ sắc tương ứng với ngũ hành, ngũ uẩn, ngũ phương và ngũ Phật. Khi mà chúng ta đang tồn tại bận rộn trong nhịp sống quay cuồng của thế gian, thì có những thế lực tâm linh là hơi thở trên dải Hy Mã Lạp Sơn, có ngọn núi cao nhất thế giới đang cầu phúc, phổ độ và cầu an cho chúng sinh, để mà chúng ta một phần được hưởng lợi lạc. Vì vậy mà ta phải cùng hợp lực gieo duyên lành và lan tỏa từ bi cho một cuộc sống an lạc và thanh tịnh. Cầu phúc cho chúng ta được hưởng lợi lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có biết là người Tây Tạng không bao giờ ăn cá không? Bởi vì cá thứ nhất là sinh ở trong những cái lòng hồ gọi là hồ thiên, nên người ta không có ăn cá. Và thứ hai đó là người Tây Tạng cũng tránh sát sinh. Thà ăn một cái con bò dắt thật là lớn
còn hơn là ăn rất là nhiều những cái con cá nhỏ thì sẽ gây nghiệp nhiều hơn. À, bây giờ xin mời mọi người vào trong một cái nhà hàng như thế này, rất là đặc trưng theo kiểu truyền thống của người Tây Tạng. Cái này là gì ta? Gặp hoài luôn không biết là gì nữa. Đây, một cái quán như thế này. À, quán này cũng rất là bề thế và rất là nổi tiếng ở Lhasa. Lhasa bây giờ không thể gọi là thủ đô nữa mà phải gọi là thủ phủ của Tây Tạng. Ghế ngồi đồ cũng rất là đặc trưng của người Tạng nha. Nhân viên thì sẽ mặc đồ như thế này. Như thế nào? Quá đơ rồi. Mệt quá. Chào có tâm gì hết trơn. Chào phải nồng nhiệt lên chứ. Đây là cung điện Bổ Lạc La Cung được chụp vào năm 1916. Lúc đó đã rất là lớn rồi đấy trời. Chỉ có điều là xung quanh nhà rất là ít. Trong khi bây giờ nhà cửa rất là bề thế. Thiện trà. Đây là trà ngọt của người Tây Tạng. Hỏi coi cái gì này có cái gì với cái gì trong này á? Thì mẵng hỏi coi trong này có cái gì với cái gì? Nải trà. Trà. Vậy đây là trà sữa Tây Tạng rồi. Nãy tưởng đâu là cái món này ăn kèm, bây giờ đây là lúa mì để mà bỏ vô ly trà sữa uống. Để chúng nó mềm ra thì sẽ rất là ngọt. Mình là biết rất lộn, quảng cáo chưa gì mà thấy hình ok đúng không đâu. Đóng bà hủ vậy hả? Đây là chủ cái nhà hàng. Đây, bò dắt. Một món thịt nướng con bò dắt. Bò dắt tìm thấy ở Tây Tạng thôi. Đặc sản. Làm khô cũng được, ăn tươi cũng được. Sữa bò dắt. Và trà sữa bò dắt nữa nè. Lên đây là đậm mùi vị của bò dắt. Trà sữa Tây Tạng. Lão Ban. You are Lão Ban. Yes, I am Lão Ban. Nice to meet you. Nice to meet you, Lão Ban. Nice to meet you. Trời ơi, tiếng Trung rồi, bây giờ nice to meet you. I'm sorry. Nhi mê sư nào nì tờ, sư sáng gà mà? Ờ, Duy Nạn, mấy sư sáng gà. Nhi mê sư bất sư sáng gà mà? Mấy sư. Sư nào nì tờ? Duy Nạn rồi. Duy Nạn. Tưởng mình là người Hồng Kông, Quảng Đông. Đây là một cái... Ok, thank you. Thank you. Yên Nạ, tôi không có đi qua Yên Nạ. Đây, lẩu bò dắt. Có rất là nhiều đông trùng hạ thảo. Rất ở trên màu vàng. Nấm. Ý ăn đông trùng hạ thảo nè. Chứ xâm mơ. Chứ xâm ớ ớ thơ, khí tự nhiên chứ. À. Bởi ở chúng ta trên lì mê. Chưa chưa. Okay, thank you. Ông chủ mất cười. Đó. Năm mai dùng ăn. Cái lẩu này nhiêu hả Phát? 198. Ồ, 198 tại cái phần lẩu này. Lẩu này ăn được 4 người luôn. Rồi. Làm nước chấm này cũng rất là đa dạng ha. Trong đây có bột ngọt, đường, muối, tiêu, ớt, tỏi rồi trộn lại với nhau. Nước dâu bún xin. Phòng một khám phá thủ phủ Lhasa xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp tiếp anh chị các bạn trong tập sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại.